Xem bé để cho chúng ta con. Dạ, con là Teresa Trần Thị Hoa, năm nay con 33 tuổi. Dạ, cũng 33 tuổi, con được ơn gì của Chúa? Dạ, con thì con kể con của con là lúc con mang bầu á, thì đi khám từ đầu đến đuôi nhưng mà không biết là cháu bị tim bẩm sinh ạ. Xong là sanh ra thì cháu nó cứ khó thở rồi nó khò khè mà đi khám bác sĩ mà bác sĩ không phát hiện ra được là cháu bị tim. Rồi cuối cùng vậy xong cuối cùng đi tái khám á, rồi có một bác sĩ đấy bác phát hiện ra bác nói là em bị tim vậy là phải nhập viện. Rồi khi nhập viện thì bác sĩ đã nói là em đã bị quá nặng rồi, đã bị suy tim rồi, bị không liên thất mà bị nặng rồi, bây giờ cái sự sống thì chỉ có 50-50 thôi. Thế là vợ chồng con lo lắng lắm, cầu nguyện rồi xin nhắn tin cho cha rồi nhờ anh Bình đi lòng thương xót của cha đó, cầu nguyện rồi cho cha rồi cha nhận lời. Vậy xong là đến lúc được lên mổ thì em lại bị máu hiếm á. Kêu người nhà đi khám xem có máu của em không để truyền mà không có. Vợ chồng con buồn lắm, khóc chẳng biết làm sao, chỉ chạy đến với Đức Mẹ ở trong tầng 2 dạ. Rồi may quá rồi có hội máu từ thiện ở trên mạng đó, họ hiến cho em rồi em đã được mổ thành công. Cũng vui mừng chưa hết thì lại lúc mà bác sĩ lại báo là em bị trào dịch, lại phải hút, con lo lắm, con lại nhắn tin cho cha rồi cha lại nhận lời rồi tự nhiên đến hôm sau, chiều hôm sau cho em đi siêu âm khám thì bác sĩ nói ủa sao lạ thay em trào dịch nặng vậy mà sao bây giờ tự nhiên đâu biến hết rồi, chỉ còn có 30% là khỏi. Vậy con biết là tại ơn Chúa, Chúa đã cứu con. Con tên gì? Dạ con là con của con là Du Xe Nguyễn Hoàng Minh Duy ạ. Được 10 tháng 4 ngày ạ. Đây một đứa bé 10 tháng 4 ngày bị tim bẩm sinh, 99% chết, mổ tim xong thì lại bị trào dịch, là cũng nguy cơ. Và lúc bác sĩ coi lại thì bảo ủa sao không thấy nó bị nữa, nó đang ở trước mặt chúng ta đây. Con bế cao lên cho mọi người thấy một đứa bé đây. Hallelujah. Rồi con tên gì? Đứng trên này, đứng. Rồi, con tên gì? Con tên là Mai. Mai là con của con ạ? Dạ đúng rồi ạ, con của con ạ. Rồi, con có gì đây? Con có heo. Để làm gì? Để tặng cho mấy bạn không may mắn. Rồi, mai mốt con có đi tu không? Dạ không. Rồi, con cho heo vào chuồng giùm cha đi, thêm một con heo nữa cho vào chuồng. Cha gửi tặng cho Mai, đây Mai. Mai mốt con đi ca đoàn không? Không luôn. Đây là cuốn CD Bước trong tin yêu của ca đoàn Faustina Giáo điểm Tin mừng với 12 ca khúc ngợi khen lòng thương xót Chúa để Tết về con nghe nha. Rồi, xin Chúa chúc lành cho con. Rồi thằng bé nó quậy quá. Rồi, về chỗ con.